chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh nha. Thì hôm nay là mùng 8 âm lịch, mình sẽ quay hạ thủy toàn cảnh chiếc xe lan này cho mọi người xem nha. Đây, cái chiếc này thì 3.500 tấn các bạn, có chiều dài là 77m7, chiều ngang của nó là 13m5, tâm hạ của nó là đây nè. Đây là mạng chứ không phải là tâm hạ nha các bạn. Mạng của nó là 4m6, còn tâm hạ là chỉ sử dụng ở bên ghe biển thôi. Cái chiếc này thì chạy hai cái động cơ Caster Villa, một cái như vậy thì 534 mã lực các bạn. Cái hộp số thì 9 tua 1. Chạy dân dịch ở ngoài sau là 4 cánh 1m9 nha. Cái chiếc này thì cái giá tiền mà bữa hở mình hỏi vòng vòng ở đây với cái anh ấy cho biết là nó tầm khoảng 17 tỷ nha các bạn. Cái thời gian đóng thì cỡ 10 tháng trên. Hôm nay thì là cái ngày hạ thủy của em nó nè. Hôm nay thì em nó được tắm rồi các bạn. Đây, cái chiếc này thì ba con lươn nha. Chiếc này đóng ton là 12 ly nha các bạn. Đây, ba con lươn. Chiếc này thì nó chở cái sẽ tràn ở trên vùng Campuchia nè. Cái chiếc này ở trên vùng Campuchia đặt đóng nha mọi người. Thì sau khi mà hạ thủy xong rồi giấy tờ đầy đủ thì cũng đi về bên Cam luôn rồi. Wow, nó dài ghê thiệt các bạn. 77m7 nha. Thường thường xà lan này nó tới 79m9 là hết rồi các bạn. Nếu mà qua 80m là nó bên đăng kiểm biển rồi. Bởi vì nếu mà mấy chiếc mà từ 5.000 là nó 79m9 rồi, nó nâng chiều ngang chiều cao lên chứ không thể nào mà nó dài quá 80m được các bạn. Nếu mà 80m là đăng kiểm ở bên biển rồi. Hôm nay thì ở ngoài trước này là có hai cái cọng dây máy trong hai cái trụ bít ở ngoài trước nha. Nên một cái máy tời nằm ở đây này để mà mình chịu tiếp lại các bạn. Cái phần lá miễn, phần ức này các bạn. Đây, cái này kêu bằng cái ức gà nè. Trên này là lá miễn. Sóng mũi đây. Cầm mắt Edgo được bo góc nha các bạn. Edgo lộn kêu bằng SS hoài. Đây, cái dàn độn đây. Cái dàn độn mà treo từ cái bên này ra tới ngoài sau rồi đi qua dòng bên kia. Rồi sơn luôn. Cái tiền sơn không á là 1 triệu. Còn tiền treo độn này là 3 triệu các bạn. Cái đó là tiền cho người mấy anh thợ đi treo dây á, treo chầu dây vô á. Các bạn thấy ghê không? Đây ba trái nè, 6 rồi, nhiều quá đếm không nổi đâu. Lâu lắm. Cái dàn trên á thì còn sơn phết rồi cabin trang trí rồi nội thất ở trên rất là nhiều thứ nha. Chỉ là mới có từ ở bên trên mặt bon đảo xuống dưới lường là xong hết trơn rồi, ok hết trơn rồi. Trên chở này còn làm thành cái hầm cách ly dưới sơn ở trong cái hầm hàng nữa các bạn. Cabin cơ bọng rồi trang trí qua lăng thị lực nữa. qua cam luôn. Đây mấy anh thợ đi chở lên chút xíu rồi chịu dây lại 2-3 các bạn. Cái chiếc này thì hình như là hạ tới 13 cái phao lận. Ở phía ngoài sau thì cái chiếc que đó chút xíu nữa chắc kéo xuống tiếp quá. Ở ngoài sau hôm nay là có một cái máy tời đây mà kéo xuống tiếp nha các bạn. Buộc cái cọng dây vô trong cái mũi trâu ở ngoài tuốt Mỹ gần một chút mũi đây nè. Đây nè, buộc cái cọng dây cáo ngoài chỗ ngoài này nè. Buộc vô cái mũi trâu nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi nó nới ra một phía sau cho các bạn xem ha. Thì ở trên bờ này cũng đang chạy mơi thì một chiếc này cũng cỡ 3.600 nè các bạn. Ở ngoài sau nó có hai cái máy cà tạc villa ở ngoài sau nữa. Để chút xíu nữa mình sẽ đi ra ngoài sau đó mình quay cho bạn xem ha. Nó cũng giống như cái máy của chiếc xà lan này đang chạy luôn nè. Mấy cái chiếc này là về trên Campuchia hết trơn các bạn. Còn mấy cái phao thì mạnh đã bơm ra hết trơn ha. Tại vì hạ thủy như cái chiếc xà lan như thế này thì nó mất 2 ngày. Bơm lên giờ này rồi mình sơn lại mấy cái chỗ mà cái nồi đó các bạn. Rồi xong là cái ngày thứ hai là cái ngày hôm nay mới bơm phao lên rồi tiến hành hạ thủy. Bởi vì mình quay mình cũng cố gắng tóm tắt lại thôi cho mọi người hiểu nha, chứ nếu mà quay hết trơn từ đầu tới cuối nó dài dữ trời lắm. Thì nó vẫn như những cái chiếc xà lan khác là nó vẫn bơm phao như thế này rồi dùng máy dùng tời kéo lăn xuống. Những chiếc xà lan như thế này thì đóng hoàn thành gần cả năm trời lắm. Nó rất là lâu các bạn. Đây, còn đây là hai cái máy ca tạc Vela đây. Thì cũng đặt cái chiếc xà lan ở dưới cũng chạy máy giống như thế này nè các bạn. Đây là hai cái này chuẩn bị cho một chiếc xà lan đang chảy mơi ngay chỗ này nha. Còn đây là thùng nước ngọt nè. Ồ, cái trục bồ nữa các bạn, còn mới chát luôn ha. Đây, bên đây là bô lửa nha mọi người.
Còn ngay chỗ này là cái xương hàng nước nè, cái xương hàng nhớt chứ. Ở bên đây một cái nè các bạn. Ngay chỗ này là cái bình nước trộn này, chừng nữa sẽ gắn cái ống nước vô đây ha. Đấu. Ngay đây bác sẽ bắt cái bình nước trộn lên. Đây là cái bình nước trộn này. Bình nước trộn này là của cô Min ha. Sẽ bắt ngay chỗ đầu nè các bạn. Bên đây là cái phần vô gió nè, đồng hồ nước, đồng hồ nhớt, đồng hồ sạc, đồng hồ nguyên liệu. Cái máy này là 6 bít tông nha mọi người. Còn cái máy còn rất là đẹp, nước sơn còn rất là đẹp luôn nè. Ốc bọng đồ chưa có bị mẻ gốc đâu ha. Cái máy này thì 534 mã lực, 534 HP á. Bây giờ thì mình lên cái chỗ mà cao cao với lấy toàn cảnh quay cho mọi người xem ha. Thì bây giờ máy ảnh đang vô cái phao ở ngoài sau lái nữa nè các bạn. Đó, vô cái phao này nữa là xong nè. Cái phao này nữa mình chỉ cần bơm lên, bắt đầu mình kéo xuống nha. Kéo xuống là tới nước luôn rồi thôi, chứ không còn gắn thêm một cái phao nữa hết trơn á. Còn đây là cái phần bánh lái, là ký chân vịt. Đây chân vịt này là 1m9, cùi cạn, 4 cánh. Cái chiếc này 3.000 mấy, nhưng mà mình thấy là cái máy này thì nó 534 mã lực, thì hai cái cộng lại thì chỉ có 1.600 vậy. 1.006, 1.007 rồi các bạn. Chung cũng vừa chạy ha, chứ không gọi là mạnh lắm. Hộp số là tới 91 lận. Ở phía ngoài sau dích số 0 này, anh có hàng một cái cọng dây xích ha, treo vô trong cái phần bánh lái nè. Cái này là giống như là một cái thiết kế để khi mà mình có cần mà tháo chân vịt để mài dũa đó, là mình chỉ cần mở mấy cái con ở chỗ, mở mấy cái con mùa lon con tán ở chỗ cái mặt âm mặt dương này các bạn, là mình buông cái bánh lái ra ngoài luôn. Là cái cọng dây xích này sẽ giữ cái bánh lái mình lại ha, khỏi cần bá lan bá bọng gì cẩu lên nó lâu lắc. Rồi sau khi mà gắn chân vịt vô thì cứ kéo bá lan lên rồi gắn vô cái chén, gắn vô cái chén ở chỗ này, là ngã cái đầu vô mặt âm mặt dương là bắt ốc thôi nha các bạn. Rồi rất là dài các bạn ơi, 77m7. Đây còn phần bánh lái ở ngoài sau ha, cái phần bánh lái nó nằm gần sáng ngoài sau mà xuống không luôn nè các bạn. Cái phần đuôi bánh lái nó lú ra ngoài rất là nhiều. Làm như máy thợ làm như thế này thì cái chiếc xe lan mình chạy nó giọt hơn ha. Cái phần chân vịt này nó nằm tuốt ngoài sau, chứ con cái nó là quay đầu á, quay đầu được nó tròn hơn. Cái đó là cái lợi ở bên cái chiếc này. Còn cái ấy của bất tiện của nó là cái bánh lái này các bạn, nó lú ra ngoài rất là nhiều. Như khi mà mình cập vô, nói chung là sau khi mà mình có cập vô cảng hay là cái đít mình có dựa vô trong đâu đó, thì cái phần bánh lái là cái chỉ nó chịu đạn ha, nó sẽ dựa vô trong cái bánh lái trước, chứ nó không có chịu vô trong cái vách số 0 này. Đó là cái bất tiện ở bên mà cái phần bánh lái này ha. Còn nếu mà mình đặt vô trong quá thì mình quay đầu không tròn, mình lái nó không có ăn với chạy chiếc tàu thì nó ít giọt hơn. Thì cái nào thì nó cũng có cái mặt lợi với cái mặt hại nha các bạn. Thì tùy theo những anh em đi cái vùng nào thì mình làm theo cái vùng đó thôi. Giống như mấy chiếc xà lan lớn này đi sông lớn thì đâu có đậu mà chằng chịt đâu mà sợ nó dựa vô phần bánh lái này. Còn những chiếc mà mini hay là nhỏ nhỏ rồi đi vô trong kinh trong cạn rồi đó các bạn, thì đít bọng rồi nó ưa cọ quẹt lắm. Bởi vì mấy cái phần bánh lái mà nhô nhô như thế này cũng rất là nguy hiểm nha. Wow, cái anh này đi trên đó nè các bạn. Bạn giống như là một con kiến mà đang đi trên một cái con voi vậy đó ha. Đó, nhỏ xíu xíu luôn á. Chỉ mới vàng có cái hàm sốt à. Đây nè, ảnh đi nè. Cái phần cabin này còn xuống nước, còn sơn đây nữa các bạn. Còn sơn viền rồi lên màu rồi nữa. Cái này chỉ mới là sơn lót thôi à. Đây mấy anh thợ đang bơm cái phao cuối cùng các bạn. Cái phao này thì tầm trăm mấy chục triệu một cái, khoảng 150 á, tùy theo lớn nhỏ đó các bạn. Thì mà nó nếu mà nó chung trung bình thì nó tầm vậy đó. Tại vì bữa hổm mình có hỏi mấy anh thợ rồi á. Nãy giờ xuống rất là nhiều nha mọi người. Cái phần la ký gần chạm nước luôn rồi nè. Đây, cái là ký này bị chặt ở ngoài sau bánh lái hình chút này. Cái này chắc anh sợ gần tới cái chén, gần cọ cái đuôi bánh lái, bây giờ anh chặt hết miếng rồi nè. Quá trời dài luôn rồi, 77m7, dài muốn gần hết lóc có thể luôn rồi các bạn.
Đây này các bạn, cho các bạn xem cái phao nó lăn ha. Nó lăn rất là chậm bởi vì bây giờ mắt thường ở trên này trên màn hình nhỏ nhiều khi các bạn giờ không thấy luôn á. Phải dơm cho ngay cái góc nó nè. Mỗi chiếc xà lan như thế này hạ thủy xuống thì nó tầm khoảng 7 đến 80 triệu nha các bạn. Ở bên đội hạ thủy á. Bữa hổm thì mình có hỏi anh thợ có nói là như thế nha. Tầm khoảng đó tùy theo cái sức nặng của chiếc xà lan rồi độ dài ngắn bao nhiêu nữa. Bao nhiêu tấn nữa các bạn. Thì cái chiếc xà lan này như thế thì nó tầm 7-80 triệu cho bên đội hạ thủy. Bên đội hạ thủy là riêng, còn bên đóng xà lan là riêng nha các bạn. Quá trời, còn treo cái dàn độn này không là hết 3 triệu rồi nè. Cái tiền sơn không là mà là 1 triệu nữa. Tiền sơn cái dành màu trắng trắng này nè các bạn, để trang trí cho nó đẹp á. Giống như là một cái con mắt, có cái con mắt của con cấu trúc vậy. Khoanh khoanh tròn tròn vậy đó. Là 1 triệu. Còn treo vòng vòng cái chầu dây là 3 triệu. Thế vậy chứ không phải dễ ăn đâu các bạn. Chầu là phòng tay hết trơn luôn á. Dây nó gây gì tổ mẹ không à. Dây đó cỡ 20 mấy ly không à các bạn. Này, cái phần phía mà sau chân vịt đã được tắm rồi nha các bạn. Đúng nghĩa với là chân vịt ha. Chân vịt phải xuống nước tắm thôi, không phải chân gà. Rồi. Hôm nay là được tắm rồi. Sau 10 tháng gần cả năm trời ở trên ủ, ở trên phơi nắng, phơi sương, phơi mưa, phơi gió ở trên bờ ha. Hôm nay thì em nói là được về với nước biển nè. Vậy lộn mà nước sông chứ không phải nước biển. Đây cái phao này đã xuống nước rồi nè các bạn. Thì cái chiếc xà lan như thế này thì 13 phao ha. Đó, và bây giờ xuống rất là nhanh các bạn ơi. Sau khi mà nó có cái độ dốc rồi nè. Hôm nay là cái mùa gió bắc nên gió sóng rồi cũng có liêu kêu nè các bạn. Đây. Cái phần bánh lái chân vịt nè các bạn thấy sóng đánh nhấp nhô giờ nó rất là nhầu ha. Cái này thì sau khi mà hạ xuống dưới nước thì rất là lâu rồi mình mới sẽ mới được gặp lại, trừ khi là xà lan kéo lên nồi nữa thôi. Đó. Giờ nó rất là hùng vĩ các bạn, nó rất là to lớn. Những cái chiếc như thế này giống như là một cái cả quá trình mà những anh em thợ bỏ cái công sức ra để mình hoàn thiện cho cái một sản phẩm nha. Giống như là một sản phẩm tâm huyết vậy. Cũng giống như là mình đóng mô hình vậy đó các bạn. Mình sau khi mà mình đóng một chiếc xà lan mô hình nào tiêu nó nhỏ hay là sao đó các bạn. Nhưng mình cũng rất là tâm huyết ha. Tới cái ngày mà em nó hoàn thành là rất là mừng, rất là vui. Nhìn lại cái sản phẩm của mình làm. À, bây giờ cái mũi nó cắt lên trên ha các bạn. Cái phần lái thì nó đưa xuống dưới rồi nè. Đó. Cái phần lái thì nó cắm xuống dưới rồi. Còn cái phần mũi đã bắt đầu cắt lên trên ha. Bây giờ thì chỉ còn là hạ mái tời xuống thôi các bạn, chứ không có cần lôi kéo gì giống như là bữa chiếc phà không đáy nha. Còn đây là cái phiếu, còn đây là mặt cơi nè. Cái chiếc này là đóng ton 12 ly nhưng mà sao mình không thấy là cái chữ S1 ha. Cái này chắc chừng nữa là bên đăng kiểm đang cục lên rồi mới cấp hay sao các bạn. Đây mới chữ được có chữ vừa gọi thôi à. Cái chiếc này chở thì chở cá sả tràng nên bởi vì các bạn thấy không, đây cái lỗ nè. Cái lỗ này chỗ quay hầm hàng nè. Cái lỗ này để nữa xả nước ra ha. Nó bơm nước vô và bắt đầu cho nước nó tràn ra bên đó tiếp các bạn. Để thôi nó dồn lên trên cái đường băng nhiều lắm. Bên đây thì có rất là nhiều anh thợ với anh coi đóng xà lan, bên đây là 4 người nha. Đợi chút xíu nữa còn buộc dây nữa. Bây giờ xuống rất là nhanh, quá nhanh luôn rồi nè. Đây mình cho các bạn xem cái phần ở ngoài chút mũi ha. Không có còn dính vô cái phao nào nữa hết trơn nè các bạn. Cái mũi đã nhỏng lên rồi. Bắn lên rất là cao rồi. Ở ngoài sau thì không có còn cái phao nào chịu vô, chỉ ăn chịu vô những cái phao ở ngoài phía ngoài sau nè các bạn. Chỉ ăn chịu vô 3-4 cái phao ở ngoài sau, một chỗ cái mé nước nè. Ồ, rất là đẹp. Đây là một cả cái quá trình mà những anh em thợ phải bỏ công sức mồ hôi ra để mà hoàn thiện những chiếc siêu to khổng lồ như thế này. Đó, bây giờ chỉ ăn chịu vô những cái phao này thôi các bạn. Cái phần lái thì đã xuống nước rồi. Hôm nay là cũng là nước ròng nè, gió ở trên gió xuống nè, nhưng mà ảnh không có buộc cái lái lên trên này nha.
để coi coi chút xíu nữa rồi chắc cho cái lái xuôi xuống dưới luôn các bạn, xuôi theo chiều gió luôn rồi đậu ở dưới luôn để mà hoàn thiện những cái phần ở trên mặt bon dưới quầy hàm hàng hàm cách ly cabin. Đây trên đây là có máy tời rồi, mấy anh đang đứng ở trên này để mà canh xả nè các bạn. Đó, máy tời nè, này đang đứng để canh xả tời trên này nè các bạn. Sau khi mà mình điều chỉnh cho xà lan đồ nằm ngay luồng ngay lạc hết trơn, mình chỉ cần xả dây là nó xuống theo ý muốn rồi các bạn, rất là an toàn. Đây phía mà sao nè các bạn giờ mà ha, sóng nó quýnh nè, rồi ôi nước rồng nó chảy đó các bạn, do cái chiếc xà lan mình nó đang đi thẳng suối, đang cản lại cái dòng nước á, bởi vì cái lực nước nó chảy vô nè, quýnh đỉnh chỉnh lãng cản hết trơn nè các bạn. Còn phía đây là phía ngoài trước mũi nè các bạn. Ở trong này thì còn khoảng 2, 4, 5 cái phao nữa ha. Còn 5 cái phao nữa. Bây giờ thì Mạnh đang chuẩn bị bơm lên đó nè. Hôm nay là cái mùa gió bắc cực kỳ lạnh luôn, ảnh tắm nè các bạn. Còn mấy anh trên này thì chuẩn bị lăn cái phao này lên ha. Dọn dẹp bớt từ từ các bạn. Đó. Cái phao này xuất ra thì Mạnh cứ lăn lên trên bờ ha, đừng dọn dẹp đồ cho bãi bình trống, đừng còn ghim lô chiếc khác nữa. Đây sau khi cái chiếc xà lan nó đi ra, các bạn dòm cái bãi đất nè, nó bằng trang giống như là một chiếc xe hũ lô khổng lồ nó mới vừa lăn ngang vậy đó các bạn. Quá trời gió luôn. Bây giờ thì cái lái xà lan đã tấp xuống dưới hướng đó nhiều lắm ha, đi xuôi theo nước rồng đó thì nhiều rồi. Tại vì hôm nay là gió xuôi mà nước xuôi nữa. Cái chiếc xà lan này nó vừa cản nước mà vừa cản gió nữa các bạn, bởi vì là nó sau khi mà cái mũi ra khỏi cái lực kiệu chỗ này là nó tấp xuống dưới trơn luôn, sẽ xuôi theo cái bờ này rồi đậu đó luôn các bạn. Đây nãy giờ thì anh buộc cái cọng dây tiền rồi nè các bạn, bây giờ mà anh lôi lên cho thẳng dây ha, cho cương dây nha các bạn, để mà còn mở dây ở máy tời ra, mở dây máy tời với mở dây cube ra nữa. Cái chiếc cube này thì buộc cái cọng dây cáp vô trong cái mũi treo này là để kéo cái mũi vô ha, cái mũi vô để cho nó chịu tiếp cái phần mũi để theo cái lít nó tấp xuống dưới nè. Ở dưới thì dàn ống nước của hàm cá đồ rất là nhiều các bạn, mấy cái máy bơm ở dưới hàm cá, bởi vì anh sợ tấp xuống dưới nha. Đây lôi vô nữa nè các bạn, đó còn mấy anh này đang mở cái màn ý ở chỗ này ra. Còn mấy cái phao ở trong kia thì không biết làm sao mà nó ra được ha các bạn, nó kẹt cứng ngắc ở đây luôn nè, không lộn ra ngoài trước nè. Chứ bình thường thì mình thấy mấy cái phao kia là nó lộn ra trước các bạn, rồi nó bắn ra ngoài. Quá trời cái ma ní nó nặng nè, bốn anh nãy giờ chưa xong nữa các bạn, cái gõ ghẻ cái gồng gồng chứ không phải cái ma ní ha. Tháo này ra đừng lấy mấy cọng dây cáp ra ngoài các bạn, mở hai cái cọng dây ở bên trục bít ra đừng kéo lên. Ôi rồi chưa ra nữa. Ủa hình như là nó bị kẹt chứ không phải mở ra các bạn ơi, hình như là mấy ảnh là bị kẹt dây hay gì á, cũng không rõ nữa tại vì mình nói cái này xa quá. Coi bốn anh kéo coi với cái cọng dây cáp này các bạn, kéo không nổi luôn ha. Đó trời ơi, cái này sắt không rồi các bạn, đó sắt không à, phải làm kỹ lưỡng mới được chứ, để em thôi mà nó đâm vô trong tay là mệt đuối lắm. Trời ơi bụng rồi, bây giờ thì cô bé lôi lên mà anh chuẩn bị lôi lên nè các bạn, có ba anh ha. Trời ơi trời, kéo người đầu kéo thấy không lên luôn, hình không lên xuống gì hết trơn các bạn. Đây qua tiếp đây các bạn, 2 4 rồi, 4 người, 6 người, 6 người kéo co với cái cọng dây cáp này các bạn. Nó rồi kè vô cái phao rồi, kè vô cái phao rồi các bạn ơi, cáp cầm tay nó dài quá trời, nó kè vô trong cái phao dính cứng ngắc luôn rồi nè. Thân lên luôn rồi, kêu cô bé lại móc.
Đây cái phao bắn ra này các bạn ơi. Wow, bỉnh. Trời, ít rồi đã. Trời ơi. Một chùm ngoài trước luôn kìa. Đấy trời ạ. Trời ơi. 5 cây xúc xích, 6 cây xúc xích luôn. Rồi vậy là cái video hạ thủy cái chiếc xà lan siêu to khổng lồ này đã xong nha các bạn. Thì đây là cũng là lần đầu tiên mà mình quay hạ thủy cái xà lan nó to như thế này đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này ha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo.